Đại Võ xin mến chào quý khán giả, quý mạnh thường quân cùng tất cả các anh chị em thân yêu. Ngày hôm nay là ngày mùng 6 tháng 6 2024 âm lịch dương lịch. Đại Võ tiếp tục chia sẻ hoạt động phòng khám đông y từ thiện và hướng đường. Thì trong ngày hôm nay phòng khám đông y từ thiện và hướng đường hoạt động như thế nào, có những kết quả điều trị ra sao, thì Đại Võ xin kính mời quý khán giả, quý mạnh thường quân hãy đồng hành với Đại Võ để xem phòng khám đông y từ thiện và hướng đường ngày hôm nay hoạt động như thế nào ạ. Trước khi bước vào hoạt động của phòng khám đông y từ thiện và hướng đường của ngày hôm nay, Đại Võ xin kính chúc quý khán giả, quý mạnh thường quân cùng tất cả các anh chị em thân yêu một ngày vui vẻ, hạnh phúc và bình an ạ. Đại Võ xin kính mời quý khán giả, quý mạnh thường quân cùng các anh chị em hãy bước vào bên trong phòng khám đông y từ thiện và hướng đường để xem phòng khám đông y từ thiện và hướng đường hoạt động như thế nào ạ. Đại Võ xin kính mời ạ. Rồi, bước vô coi, coi đi đi coi sao này. Để em ngồi. Để cao lên coi, đó đúng rồi. Bước lên. Từ từ bước lên mạnh lên. Đó. Bước vô đi. Bước vô ngồi ghế đi. Ngồi dựa ghế đi, nghỉ khỏe đi. Đó đúng rồi, nằm xuống. Những bệnh nhân đau đầu mất ngủ. Mấy ngày đầu thành phố từ ngày 1 đến ngày 5 là chết 3 ca. Đỡ chưa chị? Đỡ ha. Nay khỏe nhiều rồi. Mình cho bà con biết là mình điều trị đây có bớt hay không ha, để mình giúp đỡ bà con người ta lại đây người ta điều trị bệnh. À, Dương Hầu đợi chút đi cưng. Cái thuốc này nè. Cái thuốc này là tôi uống lần 30 viên, còn này bao tử nha, cái viên nhỏ là bao tử. Kèm bao tử có khó tiêu đồ á. Uống vô. Đúng rồi, khó tiêu mới uống. Giờ có thể chia sẻ chút xíu mà cái bệnh của mình so điều trị từ đó này sao rồi? Thấy lúc bớt được 50% rồi kéo. Không có trị thường quá. Nếu mà trị thường chắc lẽ hết rồi. Tại vì trị ngày nghỉ ngày, cứ đi làm nay 10 ngày nay muốn quay tới lại 100 lần nữa. Mắc làm không có 100 lần xuyên phải không? Mắc làm tại vì có lúc người tăng ca, lúc không chịu kẹt, nó có đi thường xuyên được. Cái thời gian tưởng nói đây điều trị cũng đây lâu rồi đúng không? Cũng lâu nhưng mà tính ra không bằng người ta trị 1 tháng. Tại vì tầng trị được có 3 ngày, có khi được có 2 ngày. Nay 10 ngày, mười mấy ngày mới trị, mới được 1 ngày. Đầu tiên là đau làm sao? Thì có bị địa điểm nó cũng cổ à. Rồi mình cũng tập đi dọc cũng dùng cuốn có thể nó đỡ rồi, chứ đi bộ nhiều rồi giờ đau hai cái chân thẳng này chăm hai cái chân nó hết rồi, giờ còn cái tay cái cổ phục này rồi thôi cố gắng chăm hết luôn ha.
Chịu khó tranh thủ thời gian chăm liên tục cho nó hết. Rồi rồi. Em đang biết lại biết được ba người mổ xong về nằm luôn là phải đi trong một cố đi qua các cái trung tâm y như vậy. Đại vợ cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân, quý khán giả cùng tất cả các anh chị em luôn luôn đồng hành và ủng hộ kênh của đại vợ, cũng như ủng hộ phòng khám đông y từ thiện và hương đường của đại vợ ạ. Một lần nữa đại vợ xin kính chúc quý mạnh thường quân, quý khán giả cùng tất cả các anh chị em luôn luôn nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc ạ. Thì thôi đại vợ chia sẻ đến đây, đại vợ xin xin kính chào và hẹn gặp lại ạ. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.